Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bạc Liêu vừa triệt xóa thành công một điểm đá gà nằm sâu trong các vườn nhãn, bắt giữ 16 đối tượng có liên quan. Theo đó, vào khoảng 13 giờ 20 phút ngày 15 tháng 10, qua tin báo của quần chúng nhân dân, Cảnh sát hình sự Công an tỉnh bố trí lực lượng bắt quả tang 16 đối tượng đang tham gia đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền tại khu đất trống trên địa bàn ấp Chùm Giữa B, xã Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 3 con gà đá, 20 xe gắn máy, số tiền gần 60 triệu đồng và nhiều tang vật khác có liên quan. Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra xử lý.